hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác, để biết cái xe đạp và mai giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, thương hiệu Nhật quy tuyệt ven model của Samurai. Đây là mẫu xe bên em mới về dành cho các bác những yêu thích những thương hiệu của đến từ Nhật của quy tuyệt ven 100 ven đó nhá. Đây là mẫu xe màu sắc rất là nổi bật, cái tông màu da cam và tông màu xanh da trời, và em đánh giá xe rất là mới, chiến trên 95%. Mà cấu hình sử dụng cấu hình rất là khủng, đồ Shimano 1.5. Và bây giờ em xin mời nhé, gọi đi trước chiếc xe. Vâng, trên khung mình các bác, đây là cái tông màu chủ đạo của xe QTF Van 100, model 100, dòng xe đua cao cấp đến từ thương hiệu Nhật. Đây là một thương hiệu rất là mới, model sản xuất ý nghĩa từ một samurai huyền thoại nào đó. Cái tông màu da cam và tông màu xanh, xe rất là mới. Em đánh giá tổng thể xe mới trên 95% xe. Xe mới chỉ đi lướt qua thôi, dành cho bác cũng yêu thích những cái thương hiệu của đến từ Nhật. QT Basico, đây là quy mã QR code chính hãng của xe. Và cái model là model QT Advent 100, rất là mới lắm nhá. Đây mình cho bác xem các xe này, lướt sơn rất là mới. Xe mới chỉ đi lướt qua thôi. Và đây là website chính hãng của xe. Được người chủ cũ đi rất là giữ gìn, cấm mà xe còn gần như là nguyên bản. Phía khung bên trước, đằng trước khung được làm theo cái máy mô hình vòm, giúp cho cái người đạp có lực tốt hơn. Tông màu rất là đẹp, một nửa phía trước hầu như tông màu của nó là bên phía màu da cam rất là nổi bật, còn phía đằng sau là tông màu xanh chủ đạo. Mẫu model xe QT Advent T100, các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm, đến từ thương hiệu Nhật. Cổ phốt cỏ Chopic, ghi đông xe là Componenter. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Bên tay lắc, bên tay trái em là cao cấp. Bên tay phải em được sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Đằng trước có logo chính hãng, biểu tượng Samurai. Samurai đúng không? Hình chiến sĩ kiên cường đến từ Nhật Bản, biểu tượng đến từ Nhật. Càng được thiết kế theo cái hình lưỡi kiếm. Đây. Cũng xuất phát từ chiến sĩ Samurai, hình lưỡi kiếm của nó đây. Rất là đẹp và lạ mắt, dẹp chữ Advent ngay trên cái càng xe. Sử dụng đằng trước là sử dụng Meyer Chromoluminous nhôm 2 lớp, vành nhôm 2 lớp chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp còn rất là mới, những ta rồng lốp anh cũng còn nguyên trên xe đây. Xe rất là ít đi, ta rồng lốp đây, xe rất là ít đi, nguyên bản theo xe đó nhá. Một mẫu xe thiết kế theo cái khung hình của một chiến sĩ Samurai đến từ Nhật, rất là mới lạ, bên em mới về. Gạt đĩa của Shimano 1.5, đùi đĩa trục rỗng Pro Wheel, đùi đĩa nhôm trục rỗng Pro Wheel. Đằng dưới khung xe thì người chủ cũ đã bó thêm cái nhựa, cái miếng trắng nhựa chống cái va đập sức ở dưới
bên dưới tránh trước sơn xe cho người đi. Cọc yên nhôm, yên di sơn, bluet, chính hãng bản theo xe, còn rất là mới luôn. Làm sao sử dụng với cọc phụ phanh 3 mảnh Pro Max. Củ đề chính hãng của Shimano cao cấp 1.5. Trang bị 10 tầng líp. Líp và xích còn gần như là mới nguyên hoàn toàn. Là người chủ cũ đi về rất là giữ gìn chiếc xe này. Mayer Shimano chính hãng RM408. Vành nhôm hai lớp chính hãng với bản sao xe. Kích thước lốp là 700x23C. Kích thước lốp cơ bản của dòng xe đạp thể thao dòng đua cuộc. Rất là khỏe xe. Với cái tông màu cam xanh. Model cao cấp của dòng QT Advanced 1T100. Lấy cái hình tượng của Samurai để thiết kế ra cái mẫu xe này. Rất là điều đặc biệt. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Ván đo chiều cao đứng của khung xe là size 49. Thích hợp các bác là 1m6 đến trên 1m7. Bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lift đây. Xích lift còn gần như là mới nguyên bao nhiêu, xe rất là ít sử dụng. Xuống lift rất là trơn tru mượt mà. Sử dụng với bộ group Shimano cao cấp 1.5. Đùi rất thục rỗng, xuống đĩa. Gạt đĩa của cũng 1.5, lên đĩa. Rất là mượt mà, trơn tru không nhá. Đây là một dòng xe dành cho những bác ưa thích thương hiệu Nhật, mà được xuất phát từ cái biểu tượng của hình tượng của Samurai. Chiếc càng rất là lạ, chiếc càng hình thiết kế theo cái hình lưỡi kiếm. Mà cái tông màu chủ đạo là cái tông màu cam xanh rất là nổi bật trên khung hình của bác đây. Mà xe đánh giá rất là mới, trên 90-95% xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe QT Advanced 100 thương hiệu ở Nhật, lấy biểu tượng của Samurai phiên bản đặc biệt. Và xe có giá rất tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Mà xe bộ nguyên một group rất là khủng, đồ 1.5. Các quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại vào ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.